Đây là Coi68 và bạn đang nghe DeFi Discussion. Ok, xin chào anh em. Rất vui được gặp lại anh em trong một tuần mới và chúng ta lại có cơ hội để gặp nhau trong DeFi Discussion. Đây là series podcast mà chúng ta sẽ ngồi xuống trò chuyện và chia sẻ với nhau những câu chuyện liên quan đến thị trường DeFi. Và đồng hành cùng với mình trong tập tuần này là một vị khách mời mà mình tin chắc rằng những chia sẻ của vị khách mời tuần này sẽ đâu đó mang lại những cái góc nhìn mới, những cái thông tin mới và đầy thú vị cho anh em ha. Ok, chào tất cả các bạn. Thì mình là Tiến. Thì nói chung là mình cũng đã xuất hiện trong một tập DeFi Discussion rồi. Thì tuần này rất là may mắn thì được anh Nguyên bốc lên xuất hiện tiếp. Có lẽ là chủ đề tuần này khi mà lên sóng á, thì sẽ rất là hot vì nó trùng với cái giai đoạn mà một trong những cái dự án mà nhiều anh em quan tâm và đề cập thời gian gần đây chắc là sẽ lên sóng ngay sau cái tập này luôn đó. Thì chủ đề tuần này, nếu như mà anh em đã từng theo dõi rất là nhiều những cái nội dung của crypto trên các cái mạng xã hội thì cũng thấy đâu đó từ khóa này xuất hiện vài lần, đó là cái data availability. Và nhắc đến đây á, thì có lẽ là sẽ cần Tiến gọi là đơn giản hóa cho anh em đang nghe DeFi Discussion hình dung được là cái DA này nó nằm ở trong cái chuỗi vận hành của blockchain như thế nào, để có thể là chúng ta sẽ có những cái discuss, những cái thảo luận nó dễ dàng hơn và chúng ta dễ hình dung được cái data availability này rõ hơn. Ok, nói chung là mình sẽ đi qua về những cái khái niệm cơ bản nhất của một blockchain. Thì ví dụ như ở đây có thể nhiều bạn đã đọc một số những cái tài liệu trên mạng hoặc là một số bài viết ở trên hình như có 68 cũng có một số bài viết có nói tới cái vấn đề rồi. Thì chúng ta có thể chia một cái blockchain ra thành 4 cái layer để hoạt động trong blockchain. Đó bao gồm là execution này, settlement này, consensus và data availability. Thì mình sẽ nói qua một xíu về từng cái chức năng của từng layer. Thứ nhất á, là về phần execution, đúng không? Execution sẽ là cái lớp mà người ta hay gọi là lớp thực thi á, là hầu hết những cái giao dịch này và quá trình chuyển tiếp của những cái state sẽ được từng bước sẽ được xử lý tại cái lớp execution này. Những cái end user như chúng ta, như người dùng thì sẽ cũng sẽ tương tác với blockchain thông qua cái lớp layer này, như là chúng ta sign những cái giao dịch này, chuyển tài sản từ ví này sang ví kia này, hoặc là triển khai smart contract đó, kiểu vân kiểu vậy. Tức là cái lớp này là cái lớp là nó tiếp nhận cái yêu cầu của người dùng, nó sẽ tiếp thu những cái request từ người dùng. Thì tiếp theo nó sẽ tới cái lớp settlement, là hay còn gọi là cái lớp lớp dàn xếp kiểu vậy. Thì đây sẽ lớp kiểm chứng lại đối với lại những cái layer 2 á. Bởi vì hồi trước khi mà chúng ta chưa, những cái layer 2 chúng ta chưa có phát triển mạnh mẽ như bây giờ á, thì những cái người ta không nói nhiều tới cái lớp settlement này lắm. Theo mình nhớ thì từ khi mà bắt đầu xuất hiện những cái layer 2, đặc biệt là những cái roll up á, thì người ta sẽ nhắc nhiều tới cái settlement layer này. Thì đây sẽ là cái lớp mà kiểm chứng lại những cái kết quả của gửi về của những cái roll up, những cái transaction của roll up, và giải quyết những cái tranh chấp của những cái proof trong trường hợp ví dụ như là fault proof hoặc là validity proof của authentic roll up hoặc là zk roll up, zk roll up. Yeah, thì đó. Tiếp theo thì chúng ta có lớp consensus. Là gọi là lớp đồng thuận, người Việt Nam hay gọi là lớp đồng thuận. Thì lớp đồng thuận sẽ gọi là cung cấp những cái trình tự giao dịch và gọi là có một cái khái niệm gọi là finality, tức là sau khi đã qua cái finality này rồi thì cái dữ liệu đưa vào trong lớp nó sẽ không thể thay đổi được nữa. Qua đó thì cái tức là cái lớp consensus này sẽ cung cấp cái trình tự giao dịch và finality nhờ các full node tải xuống tất cả những cái tất cả data trong một block và đạt được cái sự đồng thuận trong quá trình mà chuyển giao giữa state này với state kia. Đó, nói rất nôm na là vậy, đó là consensus. Và cuối cùng là chủ đề chính của ngày hôm nay á, là lớp data availability. Thì vì sao mình lại nói tới ba cái trên như vậy? Bởi vì thứ nhất á, phần consensus phía trên á, thì cái phần dữ liệu để xác minh được cái việc mà chuyển giao giữa các state thì nó phải được lưu trữ trên cái lớp này, và phải được hợp lệ, thứ nhất là hợp lệ và thứ hai là nó phải được lưu trữ trên cái lớp data availability này, để có thể là phát hiện, để có thể phát hiện ra những cái trường hợp mà cái block producer hoặc là cái sequencer đưa cố tình gian lận, thì chúng ta sẽ cần cái lớp data availability này để có thể gọi là xác minh được tính hợp lệ, mình sẽ gọi là như vậy. Nói chung á, là khi mà người ta nhắc tới khái niệm mà data availability, tức là người ta nhắc tới cái sự
gọi là có sẵn của những cái data để mà verify những cái giao dịch trong một block liệu có thể là hợp lệ hay không đối với lại những cái người tham gia mạng lưới. Ví dụ như là Ethereum thì chúng ta có full node. Đối với lại full node á, chúng ta có hiểu một cách cơ bản là full node là những cái node mà sẽ phải toàn bộ tải toàn bộ những cái dữ liệu cả trong quá khứ của mạng lưới xuống để có thể gọi là xác minh được là những cái block tiếp theo là nó có hợp lệ hay không. Thì đó, thì chúng ta có thể hiểu là cái DA này nó nằm ngay cái lớp giữa của execution và các cái thao tác như là settlement và consensus, tức là nó đứng giữa để nó đảm bảo được là cái dữ liệu, cái khâu thực hiện những cái giao dịch nó không có xảy ra bất cứ cái sai phạm nào, và để gọi là một cái bước sàng lọc trước khi mà dữ liệu nó được gọi là đóng băng hoàn toàn ở cái lớp consensus. Thì có thể hiểu DA nó là như vậy. À, thì cái này thì người ta gọi là on-chain data availability, và nó là một cái một trong những cái feature gọi là điển hình của monolithic blockchain. Thì bởi vì như mình đã nói, full node thì nó sẽ không thể nào mà bị lừa bởi những cái giao dịch không hợp lệ được, bởi vì cơ bản là nó phải tải xuống toàn bộ những cái giao dịch trong một block để họ verify. Nhưng mà câu chuyện này nó sẽ khá là khác đối với lại những cái khái niệm sau này, giống như là modular blockchain này, những cái layer 2 roll up, và thậm chí là những cái live client, nơi mà họ sẽ không có buộc phải tải toàn bộ số giao dịch xuống để xác thực mạng lưới. Ví dụ như live client, chúng ta chỉ có thể đọc những cái block header và phải phụ thuộc gần như là khá nhiều vào cái full node. Đó là cái bài toán data availability. Ok, thì chắc là muốn nghe cái góc nhìn của Tiến về lý do tại sao mà DA nó không phải sẽ nữa, mà nó đã rất hot và nó được nhiều người đề cập ở trên các media, trên các cái mạng xã hội thời gian gần đây. Thì muốn nghe cái góc nhìn của Tiến về cái lý do tại sao mà cái từ khóa này nó được nhiều người quan tâm. Thì chúng ta vẫn nhớ là vào tháng 9 năm ngoái thì Ethereum đã chính thức là chuyển mình sang từ một blockchain proof of work sang blockchain proof of stake. Thì kể từ cái thời điểm đó thì theo như lời của Vitalik Buterin thì Ethereum centric roadmap nó sẽ phụ thuộc khá là nhiều vào các roll-ups, cụ thể là các optimistic roll-up và các Zk roll-up. Thì nhưng mà thực sự mà nói thì cái vấn đề mà scale cái băng thông á, nó vẫn theo mình thì vẫn nó sẽ vẫn phải phụ thuộc khá nhiều vào cái lớp data availability của một block, chứ không chỉ là cái việc mà xác thực cái lớp execution. Điều này là chúng ta sẽ có thể dẫn tới một kết luận đơn giản là bất kể là execution layer có mạnh mẽ, có nhanh, có đến mức nào đi chăng nữa, hoặc là tích hợp bất kỳ một cái fault proof hoặc là validity hoặc là zk proof gì đi chăng nữa, thì cái thông lượng mạng lưới cuối cùng vẫn bị giới hạn bởi chính cái sự khả dụng của cái data của lớp data availability. Ở thời điểm hiện tại nhé, thì để chắc chắn là những cái dữ liệu khả dụng được đưa lên là on-chain, thì hầu hết những cái roll-up sẽ tận dụng là Ethereum làm cái lớp data availability cho riêng mình. Nhưng mà cái vấn đề ở thời điểm hiện tại á, là những cái full node trên Ethereum sẽ buộc phải toàn bộ những cái block, tức là buộc phải toàn bộ những cái data trong cái block xuống thì mới đảm bảo được dữ liệu là khả dụng. Nên là nếu mà chúng ta tăng cái kích thước của block lên á, thì nó sẽ yêu cầu một cái phần cứng để chạy full node nó sẽ phải tăng theo. Điều này lại khiến cho mạng lưới, bởi vì phần cứng tăng theo đó là một, nó sẽ khiến cho mạng lưới trở nên centralized hơn. Đó là cái kiểu cái blockchain dilemma mà chúng ta vẫn hay gặp phải. Thì đó, khi mà những cái từ khóa layer 2, theo mình thấy là những cái layer 2 bắt đầu nổi lên trong năm nay thì thì người ta sẽ nói tới khá nhiều tới, đặc biệt là cái bản nâng cấp Denken sẽ diễn ra vào hình như là bị delay sang đầu năm sau rồi, thì người ta sẽ bắt đầu nói nhiều tới hơn cái vấn đề mà data availability problem này. Khi mình nhắc đến Denkun thì chắc chắn là nhiều anh em sẽ nhảy số ngay tới EIP 4844 và chắc chắn là sẽ nhảy số tới cái data availability, đúng không? Nhưng mà nếu như mà để gọi là những cái hook á, những cái mà gọi là người dùng thông thường hoặc là những anh em tham gia thị trường DeFi mà gọi là bị thu hút nhiều nhất thời gian gần đây, thì có lẽ phải nhắc đến cái dự án Celestia, một cái dự án mà họ cũng đã có những cái airdrop gần đây và nhiều khả năng là họ sẽ triển khai mainnet trong thời gian tới, cũng như là tích hợp rất là nhiều những cái mạng lưới với tích hợp với rất là nhiều các cái bộ công cụ. Thì có thể là cái tên Celestia này trong thời gian tới thì nó sẽ gọi là nó sẽ thu hút nhiều anh em quan tâm hơn đến cái data availability. Tuy nhiên á, là có thể là một vài anh em sẽ chưa hình dung được là cái Celestia này nó là một cái, nó thuộc vào cái nhóm DA nào, hoặc là nó khác gì so với những cái giải pháp DA khác.
hoặc là nó có những cái ưu nhược như thế nào á, thì chắc là cần một cái gọi là một cái kết nối tổng quan nhất về cái câu chuyện này. Không biết là Tiến thấy hiện tại ở trên thị trường thì có những cái cách tiếp cận nào, có những cái giải pháp DA nào, và ưu nhược điểm của từng cái giải pháp nó sẽ là như thế nào? Ok, thì như anh Nguyên đã nói đúng không? Thì Celestia là một cái ví dụ điển hình của cái modular blockchain, tức là nó sẽ tách rời từng cái chức năng của những cái layer, như mà mình đã nói 4 layer, tức là nó sẽ tách năng từng mỗi một cái layer, chức năng của một layer sẽ do một cái blockchain nó đảm nhiệm. Thì tuy là nhiều người nghĩ Ethereum là một modular blockchain á, với nhiều rollup bám vào, nhưng mà thực tế thì Ethereum nó bản chất của nó vẫn là một cái monolithic blockchain. Còn Celestia là một modular blockchain đúng nghĩa, được xây dựng từ đầu với lại một có một cái mục đích chính là đảm nhiệm cái công đoạn là data availability hoặc là consensus giữa layer 1 và layer 2. Thì với Celestia và một dự án mà mình có đọc gần đây đó là Avai thì phải, thì nó sẽ sử dụng cái DAS, tức là data availability sampling, tức là cái loại công nghệ này, thì nhờ vào cái loại công nghệ này tức là các node bao gồm cả full node và cả live client, chỉ cần một vài một cái mảnh dữ liệu trong số một cái dữ liệu lớn thì có thể tái tạo lại toàn bộ một cái block, cho dù là có bị thiếu sót một số phần nào đó, nhưng mà chỉ cần một vài mảnh dữ liệu là có thể tái tạo lại toàn bộ. Đây là một cái kỹ thuật gọi là thu gom dữ liệu mà để tái tạo lại cái bản gốc, để cho phép là các live client có thể lấy ngẫu nhiên chỉ một vài mảnh trong đó để tái tạo block mà vẫn chắc chắn được là cái giao dịch này là hợp lệ và được cung cấp đầy đủ. Tức là lấy ngẫu nhiên cái dữ liệu ở trong quá khứ, nhưng mà lấy gọi là tổ hợp lại với nhau thì nó sẽ giảm thiểu được cái rủi ro là xuất hiện những cái scam, đúng không? Những cái lừa đảo ở trong dữ liệu. Thì đây là cái cách là DAS, tức là sampling ngẫu nhiên. Thì đúng không? Bởi vì cái vấn đề đối với lại client là like client chỉ có thể thu thập block header thôi, nên là có thể bị đánh lừa. Bởi vì ngay từ đầu đã mặc định là chấp nhận là những cái giao dịch kia là nó hợp lệ rồi, thì đó là vấn đề của like client. Tuy nhiên thì DAS này theo mình á, thì nó vẫn gặp phải một số vấn đề. Thứ nhất là việc cái thực hiện DAS này theo mình đọc là có thể gây ra cái độ trễ tương đối là cao, tức là cái latency tương đối là cao. Và tuy nhiên là đối với lại nhiều cái mô hình mà kiểu giả định, tức là lấy đủ từng cái đó và sau đó giả định nó đúng á, ví dụ như đây như mình đã nói ở trên, là tức là nó sẽ thu gom một vài mảnh dữ liệu và để có thể tái tạo lại toàn bộ block. Cái cách làm này chỉ hiệu quả khi mà có đủ số lượng live client, tức là có đủ số lượng live client đồng thời lấy cái mẫu đó, thì những cái giả định mà để tái tạo lại block này thì nó mới thực sự là đáng tin. Đó, theo mình là như vậy. Cái tập mẫu nó phải lớn. Cái tập mẫu nó phải lớn thì đó. Thứ hai là một cái giải pháp khác mà mình đọc được khá là lâu rồi, nhưng mà nó không được thực sự gọi là nổi cho lắm, thì đây là insurance coding, hay gọi là mình đọc là EC. Thì đây là một cái phương pháp gọi là chia nhỏ một cái dữ liệu, nhưng mà trong đó sẽ dữ liệu đó sẽ chia nhỏ thành từng mảnh bằng nhau, nhưng mà kèm theo một phần của những cái dữ liệu khác đó. Thì khi vậy là khi ghép lại thành một file hoàn chỉnh á, thì sẽ không cần nhất thiết phải cần toàn bộ dữ liệu. Đó là theo mình nhớ như vậy. Thực sự tới điểm hiện tại mình không rõ là cái cách này nó có thể giảm kiểu phí gas hoặc là giảm được cái throughput kiểu gì, nhưng mà thì đó là một cái mình cũng muốn chia sẻ thêm với mọi người. Không biết anh Nguyên còn có cái giải pháp nào về data availability nữa không nhỉ? Anh thì cũng có đọc một cái dự án mà tức là họ cũng nổi lên tầm khoảng nửa năm đổ lại gần đây thôi, thì là cái Eigenlayer, thì họ cũng có một cái nhánh sản phẩm để giải quyết cái câu chuyện là data availability, đó là cái EigenDA á. Thì cái cách tiếp cận này của họ là họ sẽ restaking concept, đúng không? Đúng rồi, thì họ sẽ gọi là set up ra một cái hội đồng, một cái committee mới, và gọi là để cái committee này họ xử lý cái câu chuyện dành riêng cho cái data availability luôn. Thì đây là một cái cách tiếp cận gọi là nó hơi trusted, tức là nó cũng hơi phải gọi là tin tưởng vào một cái bên, một cái hội đồng nào đó được thành lập ra. Thì nhưng mà thực ra này là cái cách chia hiện tại mà các bạn thấy nha, thì cái cách chia nãy giờ của anh em mình nó là một cái gọi là nó riêng về một cái gọi là cái cách thực hiện, tức là cái cách họ triển khai DA. Còn nếu như mà để gọi là chia ra một cái bức tranh mà nó tổng quan hơn đó, thì anh nghĩ là tức là nó sẽ có những cái giống như em có đề cập hồi nãy là cái giải pháp của nằm riêng ở trong một cái layer 1, tức là nó đã được build sẵn ở trong cái layer 1 và nó dùng những cái full node để nó đảm bảo được cái tính gọi là luôn luôn đúng và luôn có của cái dữ liệu.
thì cái đó là cái nhóm BA mà gọi là riêng về của layer 1. Còn cái nhóm mà anh em mình đang đề cập nãy giờ thì nó là một cái bên thứ ba, tức là họ sẽ build ra một cái mạng lưới riêng, họ có những cái consensus riêng của họ, họ có những cái thủ thuật, có thể là sampling, có thể là code erasure, hoặc là có những cái committee chẳng hạn, thì đó là cái nhóm, là cái nhóm có thể tạm gọi là cái bên thứ ba, và họ có cái consensus riêng của họ. Còn cái nhóm mà anh thấy dạo gần đây nó cũng hơi nổi lên, đó là cái giải pháp hybrid, tức là họ có một cái bộ điều phối á, tức là nếu như mà gas ở trên layer 1 nó ok á, thì họ sẽ sử dụng cái DA trực tiếp của cái layer 1 đó luôn. Thì nó sẽ uy tín hơn, đúng không? Rõ ràng là nếu như mà một cái layer 1 mà nó có full node rồi các thứ nó vận hành, nó down đầy đủ toàn bộ dữ liệu trong quá khứ về, thì rõ ràng là nó sẽ uy tín hơn. Thì nhưng mà đổi ngược lại thì nó sẽ hơi tốn gas, thì họ có thể ví dụ như là cái layer 1 nếu mà nó ít gas, nó không quá tắc nghẽn, thì họ sử dụng cái DA trực tiếp của layer 1 luôn. Nhưng mà khi mà cái phí gas nó tăng cao thì họ lại điều phối nó qua cái bên thứ ba. Thì nó là một cái giải pháp mà hybrid như vậy. Thì đó là những gì mà anh thấy ở thời gian gần đây với cái DA này. Thì sẵn tiện là chúng ta nói về cái sự khác nhau của các cái giải pháp á, thì chúng ta có đề cập tới EIP 4844 đúng không? Là một cái giải pháp mà nó sẽ giúp cho cái khâu xử lý DA ở trên layer 1 của Ethereum nó sẽ rẻ hơn rất nhiều. Chúng ta cũng chưa biết đâu, tức là những nhà là giả định thôi, Dan Kun thì sang năm sau nó mới có, nhưng mà có thể là cái này nó sẽ khiến cái DA ở ngay trên layer 1 đó, nó sẽ rẻ hơn, và nó sẽ phần nào đó nó sẽ gây ảnh hưởng đến các cái bên DA bên thứ ba. Thì không biết là cái view của Tín về cái câu chuyện này là như thế nào, hoặc có gọi là liệu cái này nó có ảnh hưởng đến cái thị phần của các cái bên DA bên thứ ba như là Eigenlayer hay là Avel hay là Celestia, nó có ảnh hưởng gì tiêu cực với nhau không? Thì không biết cái view của em như thế nào. Thì đầu tiên thì em nghĩ là em sẽ chia sẻ lại một xíu về cái EIP 4844 này. Thứ nhất thì EIP 4844 mình cũng đã có một cái video làm về vấn đề này rồi. Thì hay còn gọi là proto dense shedding á, thì tức là đây là một cái giải pháp làm giảm phí gas trên Ethereum bằng cách là đưa ra một cái khái niệm concept mới về transaction, người ta gọi là block carrying, đúng không, là về một cái giao dịch gọi là mang theo block á, một cái thứ gọi là block. Vậy thì những cái block này nó sẽ rẻ hơn và nó có kích cỡ cũng tương đối là nhỏ, chỉ khoảng đâu đó khoảng, em nhớ không nhầm là khoảng đó khoảng 125 kilobyte thôi. Thì bởi vì nó rẻ hơn là bởi vì sao? Bởi vì cơ bản là những cái EVM machine nó sẽ không thể truy cập được vào những cái block này, mà chỉ có thể xem được những cái commitment đối với những cái block thôi. Thì nghe thì có vẻ hơi phức tạp một xíu, thì ok thì em sẽ nói phần này về cái đằng sau. Thêm một cái nữa là cái EIP 4844 này thì nó sẽ limit cái gọi là cái giới hạn limit cái data, cái băng thông trong một cái slot là một megabyte một slot. Nhiều người lại bắt đầu hỏi một cái vấn đề là tại sao những cái dev trên Ethereum lại không có tập trung vào cái việc mà khâu con data từ kiểu giống như từ layer 2 về layer 1. Nếu mà họ tập trung vào cái khâu con data đó thì họ thậm chí có thể làm khiến phí con data từ layer 2 về layer 1 rẻ hơn khá là nhiều. Vậy thì tại sao họ không tập trung vào cái việc mà giảm cái phí gas của khâu con data, mà lại họ tập trung vào cái việc mà họ lại giới thiệu một cái concept mới là transaction mới gọi là block carrying như vậy? Thì mình sẽ giải thích một xíu. Thứ nhất là về cái việc mà không tập trung vào một cái gọi là một cái loại transaction mới, là bởi vì ở thời điểm hiện tại cái block size của Ethereum ở thời điểm hiện tại mình nhớ không nhầm là khoảng 90 kilobyte. Thì theo lý thuyết thì nó có thể maximum nó được đạt kịch khung đâu đó khoảng 1.8 M, tức là người dùng là có thể gọi là trong cái lúc mà mạng lưới trở nên spike lên á, tức là trở nên cao điểm, thì người ta có thể cố ý đẩy cái giao dịch của mình lên trước bằng cách là tăng phí gas lên, tức là bởi vì nó vẫn còn room để cho mình bỏ cháo sang một block. Mà thì khi mà cái phí con data này nó bắt đầu rẻ hơn khoảng đó cho mình nói là khoảng 10 lần đi, thì cái volume nó có thể tăng lên gấp khoảng 10 lần. Thì đó sẽ tăng, nó khiến cho block size nó sẽ tăng lên gấp 10 lần. Và cái trường hợp worst case thì nó có thể lên tới lại 18 MB trên một slot. Tức là Ethereum, cơ bản mạng lưới Ethereum thì sẽ không có đủ khả năng để mà tải nổi một cái block lớn đến như vậy trong cái mạng lưới của chúng. Thì ok, chúng ta xuất hiện cái EIP 4844. Thì cơ bản là 4844 thì nó sẽ giảm cái gas
của cái khâu Condata. Thứ nhất là từ 16 gas trên một unit xuống còn khoảng 3 gas trên một unit. Thứ hai là bởi vì như mình đã nói, nó sẽ giới hạn lại một cái mê dữ liệu trong một block, nó sẽ là 1 megabyte cộng với thêm khoảng là 300 byte của các giao dịch nữa, là đó là khoảng 1,4 megabyte thôi. Nó vẫn sẽ thấp hơn khá là nhiều so với lại cái mức kịch khung của Ethereum, của một block trong Ethereum là 1,8 megabyte. Đó, cơ bản thì như vậy chúng ta thấy nó cơ bản nó đã nhanh hơn rồi đúng không? Thì vì sao mình lại nói toàn bộ những cái data phức tạp như vậy? Thì bởi vì bình thường các rollup chỉ cần dữ liệu để xác định giao dịch ở một thời điểm cụ thể, thay vì là phải tải toàn bộ dữ liệu lớn một lần. Thì cái việc mà đưa dữ liệu cái data trong transaction vào các block á, thì nó có thể giúp các rollup tối ưu rất là nhiều trong những cái khâu xác thực. Bởi vì data nó chỉ thứ nhất là nó giảm được cái phí của storage trên mạng lưới Ethereum, bởi vì data nó chỉ nằm ở đó chỉ đâu đó khoảng một tháng và sau đó nó sẽ bị xóa mà thôi. Tức là nó sẽ cải thiện được cái khả năng data availability, tức là các full node sau này nó sẽ không phải tải gọi là một lượng quá nhiều những cái giao dịch xuống để là gọi là làm cái nhiệm vụ xác thực nữa. Đó. Thì cơ bản thì nếu mà sau khi cái bản cập nhật đến cân này thành công á, thì nó sẽ là một cái gọi là, theo nhiều người vẫn nói, nó sẽ là một cái gọi là bull case khá là lớn dành đối với lại những cái layer 2. Bởi vì lúc này cái DA trên cái lớp DA của Ethereum nó sẽ được cải thiện khá là nhiều. Thì bên cạnh đó là cái EIP 4844 nó cũng là một cái bước khởi đầu cho cái việc mà tiến gần hơn đến với lại cái khái niệm gọi là shading trên mạng lưới này trong tương lai, kiểu vậy. Ok, thì có thể là nó sẽ là một cái đe dọa. Nếu như mà theo những gì Tiến chia sẻ là nó là một cái đe dọa rất là lớn cho các cái giải pháp DA bên thứ ba. Đương nhiên rồi, bởi vì suy cho cùng những cái giải pháp DA ví dụ như là mưa là blockchain đúng không? Cho dù hoàn hảo đến mấy thì nó sẽ luôn luôn tồn tại một cái nỗi lo là những cái thành phần khác của trong một cái modular nó bị lỗi. Và lấy ví dụ điển hình như nếu mà Celestia mà bị cái vấn đề gì đó mà bị kiểu dừng lại đi, kiểu phải tạm dừng bị hack, thì chắc chắn những cái rollup sử dụng Celestia làm data availability layer cũng sẽ không thể nào hoàn tất transaction được. Tức là họ sẽ phải gọi là họ phi tập trung, họ xài nhiều cái giải pháp DA một lúc đúng không? Để giảm thiểu cái rủi ro đó. Và một cái vấn đề nữa là, tức là cái lớp DA mới này sẽ thu phí từ rollup thay vì là Ethereum sẽ lấy cái phí đó. Thì khi đó là cái mối quan hệ giữa layer 2 và layer 1 thì cơ bản là nó sẽ bị đổ vỡ, bởi vì lúc này Ethereum nó đâu còn thu được nhiều phí từ layer 2 nữa đâu. Anh thấy cái vấn đề này hợp lý không? Hiện tại thì với riêng cái case của Celestia thì anh thấy là họ có giới thiệu một cái gọi là một cái giải pháp mới gọi là Blobstream. Thì Blobstream thì hiểu nôm na nó là một cái contract đặt ở bên nhà của Ethereum, và đâu đó thì anh nghĩ nó vẫn sẽ phải chích lại một phần phí cho cái layer 1 là Ethereum. Nếu như mà, tại vì Celestia thường thì anh em biết là nó là một cái modular blockchain và nó tách biệt riêng, và thậm chí là nó còn tương thích với lại Cosmos, một cái giải pháp nó không mấy liên quan đến Ethereum. Thì để mà gọi là mở rộng thị trường sang những cái rollup ở bên ETH á, thì họ sẽ phải đặt một cái điểm tiếp thu ở bên cái mạng lưới này dưới dạng là contract, là cái Blobstream. Thì đâu đó anh vẫn nghĩ là nó sẽ phải chích lại một phần phí. Tất nhiên là DA của Celestia và các cái validator trong này thì họ vẫn sẽ thu phí của các rollup thôi, và thực hiện cái khâu mà đảm bảo dữ liệu nó chính xác. Nhưng mà để gọi là cái khâu xác thực sau cùng á, thì nó vẫn phải thông qua Ethereum, thì vẫn sẽ có một cái lượng phí chích lại. Như vậy thì anh nghĩ là nếu mà nói là nó ăn hết phần của Ethereum thì cũng không hẳn, nhưng mà nếu mà nói là nó có ăn hay không thì chắc chắn là nó ăn. Đúng. Chắc chắn là nó ăn. Thì ok, thì nãy giờ trò chuyện với Tiến thì cá nhân anh cũng thấy là có một vài cái khái niệm mà tạm thời cá nhân rút ra thôi, có một vài khái niệm mà mình tưởng là mình nghĩ nó là A nhưng mà thực ra nó là B. Thì cái hiểu nhầm này anh nghĩ là nhiều bạn đang nghe DeFi Discussion có thể sẽ mắc phải đó. Thì không biết là trong cái quá trình research về data availability, trong cái quá trình về nghiên cứu về cái khái niệm này thì có cái hiểu nhầm nào mà Tiến thấy mọi người hay mắc phải không? Tất nhiên là cái góc nhìn cá nhân thôi nha. Và khi mà chia sẻ thì có thể nó sẽ hơi... thì disclaimer trước với anh em là như vậy. Thì nói chung là trong cái quá trình mà làm research á, thì có một cái khái niệm hay bị nhầm với lại data availability, tức là data retrieve ability. Đó, kiểu vậy. Nôm na là cái khả năng truy xuất dữ liệu.
Thì nhìn qua nghe qua thì nếu mà dịch sang tiếng Việt thì nó cũng na ná tương tự đối với lại cái khái niệm mà data availability. Bởi vì nhưng mà một bên á là một cái khả tính khả dụng của một dữ liệu của data, còn một bên là để tức là tính khả dụng để đảm bảo được là các full node là có khả năng mà truy cập được cái dữ liệu đó và tải những cái dữ liệu đó xuống để verify cái giao dịch. Còn một bên là nó thiên về hướng là truy xuất, tức là nó thể thiên về hướng gọi là các node có thể gọi là truy xuất những cái thông tin lịch sử từ của các giao dịch từ trên blockchain. Những cái dữ liệu mà những cái historical data này á, thì thường là sẽ không cần thiết cho cái việc mà verify lên block mới, mà nó thường là nó cần thiết để gọi là đồng bộ những cái full node hoặc là phục vụ cho những cái mục đích khác. Thì đó là một cái khái niệm mà lúc mà research thì em hay bị nhầm ở khung này. Bởi vì cái Ethereum, cái bản chất tính cốt lõi của nó là cái data availability chứ không phải là data retrievability. Thì bên data retrievability nó thiên về hướng storage, nên theo mình nghĩ là nó sẽ thiên về gọi là cái hướng gọi là storage nhiều hơn. Ok. Rồi thì một cái từ khóa nó không mới nhưng mà hóa ra nó lại khi mà mình đào sâu vào á thì mình thấy là rất là nhiều cái khía cạnh, rất là nhiều những cái khái niệm mới và có thể là mình sẽ còn phải tiếp tục gọi là đi mày mò thêm trong tương lai. Thì rất là cảm ơn Tiến đã đến với DeFi Discussion tuần này và chia sẻ rất là nhiều những cái thông tin nó thú vị và rất là mới, thực sự là rất là mới về cái khái niệm mà chúng ta tưởng chừng như là đã quá quen mặt là data availability. Thì cảm ơn Tiến một lần nữa đã dành thời gian đến với DeFi Discussion tuần này. Thì bây giờ sẽ là lời chào của Tiến gửi đến các bạn đang nghe podcast ha. Ok, thì tập tuần này mình nói chung là mình cũng cảm thấy là mình nói nó không có được lưu loát lắm, thì hy vọng là anh em là thông cảm bởi vì là cái này nó cũng hơi lùng bùng một xíu. Bản thân bọn mình cũng thấy rất là lùng bùng. Thì hy vọng là nếu mà có vấn đề gì thì anh em có thể lên trên group chat của FOMO Sapien mình thảo luận kỹ càng hơn. Rồi ok, thì hy vọng là chúng ta sẽ có cơ hội gặp lại nhau trong DeFi Discussion tuần tiếp theo với những câu chuyện thú vị. Xoay quanh thị trường DeFi anh em ha. Thì cảm ơn anh em đã nghe đến hết những giây cuối cùng của podcast này. Bye bye anh em. Ok, bye anh em.